Yo, chào tất cả mọi người, mình là Phong Y. Thì hôm nay mình sẽ lẻn trốn vô một cái công trường mình chơi ha. Thì nhà mình ở cái bên đây nè, đó, mình đó đó. Thì mình đã tìm được một con đường tắt để mình chui vô trong cái chỗ công trường đang xây dựng nè mọi người. Mình nghe nó ở trong công trường á, đang xây á, đẹp lắm. Mình leo lên trên mình cái đó, mọi người, chim nó bay vòng nè, đó. Lên trên cao cực kỳ đẹp luôn ha. Thì hôm nay mình sẽ trốn vô trong đây, đó. Mình sẽ leo qua mấy khu nhà đang xây dựng này để mà mình ngắm cảnh, đó, đẹp cực kỳ luôn. Thì bây giờ mình sẽ chạy vô thôi. Thì hôm nay là chủ nhật, thì mấy chú mà công nhân xây dựng á nghỉ hết rồi, chỉ còn một vài người thôi nên mình mới lẻn vô vậy được á, chứ không là mấy chú đang làm việc đuổi ra không cho mình vô đâu. Rồi không hiểu cái tòa nhà này xây bằng cái gì mà cái búa gì chà bá lửa. Đây đây, cái búa này mà đi ngang qua là chật chân luôn mọi người, đó nên là mình phải đi sẽ đi khẽ thôi đó. Công trường mà có toilet luôn ta, rồi bị khóa rồi, trời đất ơi. Chủ nhật đi về nhà không làm mà cũng khóa toilet lại, nó bó tay luôn á. Đó, nhà mình là mấy cái khu trong đây nè, đó, nhà mình ở tuốt trong kia kìa. Đó, và đây là hàng xóm của mình ha. Thì ở đây đang xây một cái dạng như một cái chung cư á mọi người, đó, một cái chung cư cao cấp á, đó, chập chời luôn. Và hiện tại mới xây được chút xíu à, nên là mình thấy vui, mình qua mình chơi, mình rất là thích nhìn từ trên cao xuống ha, tại vì nhà mình thấp. Qua luôn, yeah. Ôi, tôi có gì vậy? Tôi mệt quá mà anh. Ồ, chủ nhật mà anh này tăng ca mới ghê chứ. Ôi, có một mình anh này ngồi làm à. Hồi hên anh đang mệt, anh không để ý. Bây giờ mình phải chạy thôi. Ấy cái gì vậy? Ôi, ở đây không có cái gì luôn mà còn dây xích nó treo toàn ten luôn. Ôi, ghê không? Trời, cái này là thường nó sẽ có một cái cẩu á mọi người. Đó, nó có cái cẩu mà chắc này không biết sao nó toàn ten được hay thiệt á. Đó, này là mấy cái pallet nè, đó, nó treo toàn ten để nó dựng chuyển cái này lên trên cao mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ leo đây thôi. Trời, nguy hiểm này chứ. Cái này mình nói thiệt luôn, mình mà đang leo lửa chừng mà phụ huynh mà thấy là bảo đảm chửi mình té khói luôn á. Ôi nghĩ sao vậy, con nít con non mà bày đặt. Ôi, tôi ghét làm việc. Ôi chú này ghét làm việc nè. Mà ổng đang nhìn mà mặt ổng căng như vậy. Chú ơi chú, cho con vô đây con chơi chứ nhà chú, con thích leo lên cao con nhìn xung quanh đó chú. Đó, thôi chú làm việc đi nha, thấy chú mệt quá, nhìn mặt chú chán dễ sợ luôn. Đó, bây giờ mình đi tiếp thôi. Ôi, mấy cái ốc này trời nắng quá làm nó bị nóng rồi luôn mọi người đó. Nó nóng nó hơn, nó ẩn luôn rồi nãy giờ đó, đi ngang qua một cái là thúi chân luôn mọi người. Wow, cái khu công trình. Rồi thì hiện tại có một mình với bạn này với lại hai bạn ở dưới đi chơi, đi vô đi chơi à. Mấy bạn này chắc cũng có sở thích giống mình á. Ở đâu nữa ta? À, bên đây nè. Đó, chua đây nè. Bây giờ sẽ leo xuống. Á, té luôn rồi. Trời đất ơi, té luôn rồi. Bây giờ mình sẽ leo lại thôi. Đó, mọi người thấy nguy hiểm không? Bởi vậy leo lên nhà mà leo chỗ công trình nó rất là nguy hiểm luôn nha. Đừng có bạn nào bắt chước Pammy nha. Pammy thích mạo hiểm nên Pammy mới giờ vậy đó. Eo. Ồ, lưỡi cưa bự ghê luôn. À, Pammy đứng ở đây nè, đó là lưỡi cưa nó bự hơn Pammy nè. Nó ghê chưa? Ây da, lũ đạn. Đâu có đụng đâu. Trời đất ơi. Không đụng mà cũng chết nữa, trời đất ơi. Mình đã đứng mình chụp hình chung với cái cưa mà. Ok, qua được rồi. Xuống đây thôi, tới thôi mọi người. Tới hai. Bó tay giả hiểu luôn, không đụng một cũng chết. Wow, đây là cái đường cống nè mọi người. À, cái ống á, cái đường ống. Rồi, thanh niên ngẫm cù tèo. Đó, đây là một cái đường ống để bắt cái đường nước rồi, xong mình đi luôn. Lụ đạn, cái ống gì mà bự như vậy? Ống gì mà trơn trượt dễ sợ luôn á. Nó dính cái gì á, đi ngang qua trượt chúng cái là té liền luôn mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ qua lại thôi, easy thôi mà. Nãy mình đang nói mình không để ý là mình bị trượt chân đó. Đó, gì? Sim ra địa blocked. Rồi, ở đây khóa rồi. Ở đây công trình này, ở đây là lối cục luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chui xuống cống này ha. Hên quá, chủ nhật nên là mấy anh công nhân ở đây rất là dễ thương ha mọi người. Rất chưa có ai vào mấy công trình đang xây đâu ha. Đó, thì hôm nay đi theo Pammy sẽ cho các bạn ngắm ở trong công trình nó có gì ha. Đó, ở đây hiện tại Pammy đang đi đường cống nha. Tại vì công trình nó đang đập nó làm cống á, nên là mình phải đi đường cống mà chứ hết đường đi rồi. Đây. Rồi lên thôi. Ở trong mấy hút ình rồi mọi người. Rồi. Hên là ở dưới đây không có chuột, không có gì luôn nha, chứ không là mình bị nó cắn á. Đó, mà mọi người nhìn cái cống bự lắm luôn á, là chắc chuột rồi cũng to lắm. Đây, bây giờ mình đi thôi. Xung quanh đây là dạng như xi măng mọi người ha. Đó, xi măng, không phải xi măng, cái đó gọi là gì ta? Đường đó mọi người, đó, đây là đường nè. Đường làm bằng
đá mà nó nấu lên đó mọi người, nó nấu chín lên á, đó. Đó rất là nóng nên mình không được đi vô, đó, nên là mình phải né ra chứ không là mình bị hư giày, đó, bị phỏng chân luôn mọi người. Đó này là cái chỗ đang xây, cái này xe lu nè, đó, xe lu, còn này là xe múc nè. Ủa, ngay cái đường đang đắp lên mà chứ nó xúc ở giữa lên chia trời, sao nó không làm hết rồi nó xúc lên lần, nó xúc một lần nó làm luôn ta. Xài trái rồi đi thôi. Ở đây không biết ở đâu mà lót, ở đây không biết làm gì mà lót mấy cái xanh đỏ tím vàng quá trời luôn mọi người. Đó, đây có một thanh niên đang giả làm kia y chang kia, không sát khi nào luôn. Ôi ơi, ủa gì vậy trời, cái ngắt luôn rồi ghê vậy. Ôi vậy cái này là phải nhớ cao nè. Ôi kinh thật chứ, laser. Ủa trong công trường mà có laser làm gì ta, trời ghê thật chứ. À mình nghĩ đây là, ủa sao trái vậy, nãy mình nhảy này mình đi được luôn á, trời đất ơi quá đáng. Trời ơi, cái này mình đi tắt được rồi ơi, vái thật chứ trời. Ủa công trường đi tắt được nãy giờ không biết, trời ơi chạy như một con điên. Rồi ok bây giờ mình sẽ lên đây thôi. Ui cái cống này bự quá, chết đi tắt tiếp đây. Chớp bi chưa từng dễ như thế này. Hắt được nhiều hắt không mọi người ơi. Trời, cái này người ta gọi đường dễ không đi mà muốn đi khó nè. Quay. Cái gì mà giống Ngô Quyền đánh quân Nam Hán quá vậy. Rồi, ở đây hết đường luôn rồi, bây giờ mình phải leo lên chỗ này hả. Ê, từ té bây giờ. Này các bạn không biết, các bạn hồi trước có biết Ngô Quyền đánh quân Nam Hán đúng không? Đó, đóng cọc với lòng sông đó. Đóng vô cái quân giặc nó đi ngang qua á, lúc thủy triều rút á, thủy triều rút một cái một thuyền đóng cọc éo phèm nát con thuyền luôn. Đó, thì ở đây mình thấy giống y chang hơn là mình nhảy easy nữa là không bị gì hết. Đó, giờ chơi cò cò. Ở đây là cái gì ta, giặc kẻ đường hay gì mà nó kẻ lùm la chả hiểu luôn á. Wow, mình lên tới trên đây rồi nè mọi người. Hồi nãy mấy con chim bồ câu rồi ta. Đó, chim bồ câu nằm tuốt trên kia kìa. Đó, bây giờ nó bay qua đây nè. Đó, hiện tại mình đang ở trên cao mọi người ha, nhưng mà chưa cao lắm, lát nữa mình lên trên kia nó mới cao được. Đó, đó chim bồ câu nó bay qua đây nè. Ủa đâu, cái này là hải âu, chim này chim hải âu với bồ câu, con này con hải âu nha mọi người, cái mỏ nó nhọn vắt xuống á, còn bồ câu là nó không có nhọn như vậy. Ủa mà không biết sao ở đây có hải âu ta. Đó, hải âu đâu rồi, ủa trên kia có bắn pháo bông nữa kìa. Đây đây hải âu nè mọi người. Ê bạn hải âu cho mình cưỡi với. Ê, không biết mình nhảy lên lưng hải âu mình đi được không ta. Để mình thử, mình đứng là mình canh nha. Đó, bây giờ mình sẽ đứng là mình canh hải âu tới nè, mình nhảy lên người nó. Ơi trời ơi, không lên được mọi người. Ủa nó bay mất tiêu luôn rồi. Đây còn một đàn nó quằn lại nè. Đó, bây giờ mình sẽ tập trung mình nhảy lên người đó nha. Đó, nhảy con bên trái trước đi. Đó, con bên trái đi trước nè. Đó, ơi con này cao quá, con này cao quá, con này nè. Đó, 1 2 3. Ôi á, ở trên lưng nó có ghế ngồi nè mọi người. Wow, thì ra là vậy. Ok bây giờ mình sẽ cố gắng mình ngồi lên lưng con hải âu nha. Đó, thì ra là lên đây có chiều hải âu để nó cõng mình đi vòng vòng nè, cực kỳ sướng luôn. Lên trời ôi kỳ vậy. Uầy, không được rồi, mình phải nhảy sớm. Nó nhảy sớm để con đầm mình đặt lưng, đặt chân lên chân lưng con chim. Hình như chỉ có một mình con này là đã có cái ghế rồi mọi người. Đó mọi người thấy không. Ôi chưa được luôn, không sao không sao, từ từ. Hải âu tới chưa, hải âu tới chưa, hải âu ơi, mami đây, cho mami đi ké rồi, nó không cho đi rồi, nó không cho mình đi rồi mọi người ơi, nó quá đáng lắm luôn á. Đây một lần nữa nha, một lần nữa mà không được là mình sẽ đi lên trên luôn á. Trời ơi con hải âu quá đáng thiệt chứ. Ôi mém xíu rớt luôn rồi. Ôi hải âu chơi kỳ quá, mình không có nhảy lên lưng nó được mọi người ha. Thì nhảy là không được luôn, nó cứ bay qua hoài luôn, mình đứng lưng nãy giờ mà không được. Rồi xong, thanh niên giống ga rớt từ trên xuống dưới, cái này chắc gãy chân luôn quá. Rồi không được rồi. Thôi ok, thì giờ mấy con hải âu mà nó bay nhanh quá à, mình leo lưng nó tính đi vòng mà nó không cho mình đi gì hết trơn á, quá đáng lắm luôn á. Ôi giận luôn, giận hải âu luôn, nghĩ sao vậy, người ta cố gắng người ta leo lên tới trên trần nhà đi luôn rồi, tới trên tòa nhà chọc trời đi luôn rồi, vậy mà không hề cho người ta đi chung, không hề cho người ta leo lên bay dài vòng, hải âu quá đáng. Đó bây giờ bọn mình sẽ đi lên cao hơn nữa đó, ngắm cảnh, không có thèm hải âu đâu, chơi với mấy bạn nữa. Đó bây giờ mà trời, nghĩ sao trên đây mà có cái cục, trời nghĩ sao trên đây mà có cái cục chắn đường giao thông nữa nè mọi người.
Trời đó quá đáng lắm luôn á, mỏng lét à. Cái đường này nhỏ xíu à, mà để mấy cây này lên muốn hết cho đi luôn á. Quá đáng thiệt chứ. Trời ơi, lấn đường đi muốn té luôn, rồi ném mình té lần rớt xuống dưới bể đầu luôn. Đó, đừng có bạn nào chơi dai giống Vami nha, chơi dai giống Vami mà đi lên đây nè. Đó, đúng là được ngắm cảnh nè, đó cho mọi người xem nè. Đó, đây là nhìn từ trên cao nè, đó, thấy được tất cả luôn mọi người, đó, thấy được khu phố này luôn nè. Đó, mấy cái nhà cao dưới đây hồi xưa là cao lắm luôn, bây giờ mình cao hơn luôn. Đó, bây giờ mình sẽ lên thêm tầng cái này đó, lên thêm tầng mình nhìn rõ hơn mọi người, đó. Bây giờ mình lên thêm nè. Yeah, mình đã lên tới nơi rồi mọi người, ha ha. Và bây giờ mình đã hoàn thành được cái bi này rồi ha. Thì mình đã leo thành công lên đây rồi, đó. Và lên đây ngắm cảnh là cực kỳ sung sướng luôn, đó. Mình sẽ cho mọi người xem từ trên xuống dưới ha. Đó, đây là toàn cảnh khu phố mình nè, đó. Đó, mình đứng đây rồi. Mình cũng sợ độ cao lắm mọi người, là trời ơi, mình đứng sát luôn cái dách này nè, trời ơi. Một chút xíu nó hoặc là rớt luôn rồi đó, đó, ghê chưa. Đây là khu phố mình nè, nó đang xây dựng ha, đó. Đây là cái cần cẩu nè, nó cái cần cẩu mà để nó lấy vật liệu là từ dưới đất lên trên đây á. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Đó, sung sướng chưa, đó, đây là khu phố của anh và mình nè. Ok các bạn, thì mình đã lên được trên nóc của cái khu công trường rồi ha. Thì đứng trên đây ngắm cảnh là phải nói mọi người là quá bá chém bò chét luôn. Trời đất ơi, đã. Ok, thì các bạn thích video này thì nhớ để lại cho Vami một like, một share và nhớ subscribe cái channel của Vami để nhận thêm nhiều video mới nhất các bạn nhé. Bye bye mọi người.